Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình điều khiển đèn giao thông ngã tư hoạt động ở hai chế độ sử dụng thời gian thực. Ở bên này chúng ta viết chương trình chỉ dùng một timer và dùng các lệnh so sánh thời gian hoạt động của các đèn với timer này để cho ra kết quả. Thời gian và chế độ hoạt động của các đèn được hiển thị trên màn hình như sau. Đèn đỏ 25 giây ở lần số 1, đèn xanh 30 giây và đèn vàng 5 giây ở lần số 2, đèn xanh 20 giây, đèn vàng 5 giây, đèn đỏ 35 giây. Từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, đèn đỏ và đèn xanh ở hai làn đường tắt, đèn vàng nhấp nháy. Bây giờ chúng ta hãy quan sát biểu đồ thời gian để hiểu hơn quá trình hoạt động của các đèn nhé. Quá trình hoạt động của các đèn như sau. Đèn đỏ. Hết thời gian đèn đỏ sẽ chuyển sang đèn xanh. Và đèn xanh sẽ chuyển sang đèn vàng. Đèn vàng chuyển sang đèn đỏ và quá trình này được lặp lại. Khi đèn đỏ ở làn số 1 hoạt động thì đèn xanh ở làn số 2 cũng hoạt động. Hết thời gian đèn xanh ở làn 2 sẽ chuyển sang đèn vàng ở làn 2. Và khi đèn vàng ở làn 2 kết thúc thì đèn đỏ ở làn số 1 cũng kết thúc. Cùng lúc này thì đèn đỏ ở làn số 2 hoạt động. Trong khoảng thời gian này thì đèn xanh và đèn vàng ở làn số 1 cũng hoạt động. Bây giờ ta đi vào viết chương trình. Đầu tiên ta mở chương trình Micro Winland. Vào bảng Symbol Table để nhập các biến vào ra. Đầu tiên ta có nút Shift, địa chỉ là y0.0, nút Stop, địa chỉ Y0.1, đèn đỏ Y0.0, ghi chú đèn đỏ ở làn số 1. Tiếp theo, G1 ngã ra Q0.1, ghi chú đèn xanh ở làn số 1. Tiếp theo, ta bấm Ctrl Y để chèn thêm màn. Tiếp theo, Y1 ngã ra là Q0.2, đèn vàng ở làn số 1. Tiếp theo R2, gắn cho ngã ra là Q0.3, ghi chú là đèn đỏ ở làn số 2. Tiếp theo ta có G2, gắn cho ngã ra Q0.4, ghi chú là đèn xanh ở làn số 2. Y2 ngã ra là Q2
V0.5. Đây là giá trị của đàn vần ở lần số A. Tiếp theo ta sẽ tự gắn các biến trung dân. Ctrl A để chèn thay vần. Biến trung dân TR1 có địa chỉ là VV100. Đây là thời gian của đàn đỏ ở lần số 1. Tiếp theo TG1 có địa chỉ là VV102. Đây là thời gian đèn xanh ở lần số 1. Tiếp theo TI1 có địa chỉ là VV104. Đây là thời gian đàn vòn ở làn số 1. Tiếp theo TR2 gắn cho địa chỉ VV106. Đây là thời gian đèn đỏ ở làn số 2. TG2 có địa chỉ là VV108. Đây là thời gian đèn xanh ở lần số 2. TI2 có địa chỉ là VV110. Đây là thời gian của đàn vòng lần số 2. Tiếp theo biến TT có địa chỉ là 112. Đây là thời gian của chu kỳ tây mơ. Và ta cần một biến nữa là biến TR1G1. Có địa chỉ là VV114. Đây là tổng thời gian của đèn đỏ và đèn xanh ở lần số 1. Thời gian này ta dùng để dùng trong biểu thức so sánh sau này. Bây giờ ta tiến hành đi vào viết chương trình. Đầu tiên ta viết chương trình câu để gán các giá trị thời gian hoạt động của các đàn đỏ, xanh, vàng ở lần 1 và vàng ở lần số 2. Chương trình câu ta đặt tên là set time.
Bây giờ ta đi khai bố các biến cục bộ trong chương trình không? Đầu tiên là biến D1. Các kiểu dữ liệu là số integer. Và tiếp theo là biến X1. Kiểu cũng là integer. V1 kiểu là integer. Và V2 cũng là kiểu integer. Các biến đầu ra là RD1. Kiểu INT tương tự ARX1 cũng kiểu integer. ARV1 kiểu INT. ARV2 kiểu integer. Bây giờ ta tiến hành gắn các giá trị của các ta nhập tiếp điểm HTML0.0 và ta mu giá trị D1 vào RD1. Tiếp theo, ta mua giá trị X1 vào RX1. Mua giá trị V1 vào RV1. Và cuối cùng là giá trị V2 vào RV2. Tiếp theo, ta đi viết chương trình công để tính các giá trị đèn đỏ và đèn xanh ở làn số 2. Dựa vào các giá trị đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng ở làn số 1 và đèn vàng ở làn số 2. Chương trình công đã đặt tên là Calculator. Bây giờ ta đi khai bố các biến cục bộ. Đầu tiên là biến DA. Các kiểu biến là out. Và kiểu dữ liệu là integer. Biến X2. Kiểu dữ liệu cũng là integer. Biến TTG. Kiểu dữ liệu là integer. Và biến D1X1. Kiểu dữ liệu cũng là integer.
Bây giờ ta đi tính các giá trị này. Đầu tiên ta tính giá trị của đèn đỏ ở làn số 2. Giá trị đèn đỏ ở làn số 2 thì sẽ bằng giá trị đèn xanh ở làn số 1 cộng giá trị đèn vàng ở làn số 1. Ta thực hiện như sau. Ta nhập hùm S, hùm cộng để tính tổng này. Tiếp theo, ta tính giá trị của đàn xanh của lần số 2 thì nó sẽ bằng đèn đỏ ở lần số 1 trừ đèn vàng ở lần số 2. Ta dùng hùm sup để tính toán hùm trừ trong PLC. Và tiếp theo ta đi tính tổng thời gian chu kỳ đếm của timer. Nó sẽ bằng đèn đỏ ở làn số 1 cộng cho đèn đỏ ở làn số 2. Và cuối cùng ta đi tính tổng thời gian của đèn đỏ và đèn xanh ở làn số 1 để làm điều kiện cho đèn vàng ở làn số 1 hoạt động. Tiếp theo ta đi viết chương trình câu để truy xuất thời gian thực trong PLC để làm điều kiện so sánh cho các chế độ, cho chế độ thông đường, tức là đèn vàng nhấp nháy trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau theo đề bài đã cho. Ta gõ hùm đọc thời gian thực trong PLC lên. Hôm nay chứa tóm bay bắt đầu từ bay ta khai bố trong biến T ở trong hồng, ở đây ta dùng là VB0 nên các bay tiếp theo sẽ từ VB0 đến VB7. Các định dạng này được mã hóa theo kiểu BCD nên chúng ta sẽ chuyển mã BCD sang số integer để dễ quan sát và tiện cho việc so sánh các giá trị. Bây giờ ta đi truy xuất giá trị của nam hiện tại chứa trong bay VB0. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MV0
tháng hiện tại chứa trong bay VB1. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWH. Tiếp theo ta đi truy xuất ngày hiện tại chứa trong bay VB2. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWK4. Giờ hiện tại chứa trong bay VB3. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWK6. Phút hiện tại chứa trong bay VB4. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWK8. Dây hiện tại chứa trong bay VB5. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWK10. Bay VV6 không sử dụng. Và cuối cùng là bay VB7 chứa thứ tổng trùng chủ nhật có giá trị là 1. Ta lưu giá trị này vào vùng nhớ MWK12. Tiếp theo, ta đi viết chương trình câu tổ sung để điều khiển đàn vần nhấp nháy. Ta dùng một tay máy on cây ba tống có độ phân giải 100 mili dài và một tay máy TOP T101 dùng tiếp điểm thường đáng của timer T101 để điều khiển bit M0.2.
thời gian nhấp nháy của đàng hoàng phụ thuộc vào thời gian chúng ta đặt ở T38 và T101. Video này chúng ta kết thúc ở đây. Video tiếp theo chúng ta sẽ viết chương trình chính để điều khiển đàn giao thông. Trong chương trình chính chúng ta sẽ gọi các chương trình con đã tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo các timer và dùng các lệnh so sánh để điều khiển các đàn. Cuối cùng chúng ta xuất file chạy mô phỏng để kiểm tra chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn.